Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Cơ với Aki sẽ đi hái rau nha. Thì ở bên đi mua rau chứ, đi mua rau nha mọi người. Ở bên Nhật á, thì trồng rau bán rất là ok luôn, rau Việt Nam nữa. Thì hôm nay á, là kiểu như là Cơ có nghe nhiều bạn giới thiệu và đã tìm được một cái người, chị này là người Lào á mọi người, nhưng mà chỉ trồng đủ thứ loại rau luôn. Do là kiểu như nước Lào và nước Việt Nam nó ở gần nhau nên nó ăn rau cũng giống giống nhau á, nhiều loại. Với là chị cũng như là cả mười mấy năm nay là chị bán, chị bỏ sỉ cho người Việt Nam mình luôn á mọi người, nên là bây giờ hiện tại là chị trồng rất là nhiều loại rau luôn đó. Nên là bây giờ Cơ đang có mặt ở nhà chị và đợi để đi mua rau nha. Mọi người còn không xem cái video ngày hôm nay xem là người ta trồng rau tại Nhật như thế nào nha. Bây giờ là Cơ đang đợi chị về để dẫn đi mua rau á. Thì cái chị đó là chị trồng rất 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 là nhiều rau luôn. Chị trồng, chồng của chị thì chuyên về trồng rau khoai lang á mọi người, đã để làm rượu. Ở ngay chỗ cái tỉnh của Cơ á, người ta trồng khoai lang, một là để bán ăn nè, hai là người ta sẽ trồng về cái dạng mà để làm rượu. Ở bên Nhật á, thì người ta chuộng cái ở ngay chỗ cái tỉnh Cơ nha, cô không biết ở nước Nhật, toàn bộ nước Nhật thì như thế nào Cơ không biết, tại vì Cơ cũng không có đi đâu á, nên là Cơ chỉ biết là ở cái tỉnh của Cơ thì là người ta trồng khoai lang nhiều để làm rượu á. Đây chỉ về nè mọi người, bây giờ cùng theo Cơ đi xem rau của người Lào trồng nha. Đây là quế nè, sáng giờ chị đó chị cắt rồi nè mọi người, 2 kg. Đây coi chị trồng nè. Đây là cao găm. Đây là ngò gai nè, ngò gai thì chưa có nhiều. Ở bên đây là quế nè, rau muống. Hai này. あと運ぶ人こっちはあなたの土地じゃないやろ。ティマミもその区分取るでしょ。私のじゃないです。私のじゃないけど私のみたい感じ。 けどマミがそんな教えらせよう私のじゃないもうあるでしょ。はあ、私の土地みたいな感じ。はあ、ここは私。私は見える。ちゃんと色綺麗して。上。あなた綺麗ないからいらない。 Móc ngò gai nè mọi người ơi, tại vì nấu phở với lại bún bò đồ ăn cái này ngon lắm. Mà kiểu như là bây giờ người ta mới ương hạt chưa có to, còn trong hao này thì nó ít tí nên là giờ phải chịu khó móc như thế này này. Cái này, con là cái gì? Cái này đẹp cái nó mà. Đẹp cái nó mà cái gì đó. Ý là tốt thế, ý này ngồi đó. きれい感じ見える。ドンビ。きれい感じ、はい。じゃあこれをズームしてあげるか。カタツムリ。カタツムリのカタツムリ取ってからのマミーを取ってあげるから、はい。オッケー。うん。きれい。うん。 카타츠무리 길에. 昔は別にならない。今もあめとは言う。うえ。うん。でしょ。うえ。いや、おまけにワイビデオもんよ。わっちゃん、アップル。なんかオプション。ここにもあるよ。ここにもあるよ。うん。ここにもあるよ。取って。ビデオしながら撮れてる。あ、ほんま早く。 ビデオしながら撮れないもん。無理。タピーそんな器用じゃない。痛い。これみんな欲しいないって言ったよ。私めんどくさい。いっぱいないとは撮れないよ。食べるだけ。
ね。ムシムシムシムシムシ。で、とってとってとってとって。あ？とってとって、私は。今。虫。どこあった？ミロディこっち、こっち中。こっち中。Bây giờ là mình đang đi theo cái chị người Lào đó, đi ra ngoài cái chỗ mà trồng rau mùi á mọi người. Vì hôm nay cơ cũng muốn mua rau mùi á đó, nên là bây giờ chị dẫn cơ đi xem. Tại vì chị nói là không có cắt trước cho cơ, tại vì cái rau mùi nó còn nhỏ á, không biết là cơ có ưng hay không. Nhưng mà cái cô nói cắt, cứ cắt đại đi, thì bây giờ mình đang cần rau để mình bán mà. Nhưng mà chị cứ nói là đi ra xem, giống như là chị cũng muốn là cho mình xem thử coi là chị trồng như thế nào, và cái xem những cái mà mảnh đất của chị mọi người giống như cái vậy đó. Rồi với lại chị cũng nói với cơ là cơ có thể làm cái đầu ra rau cho chị là nhiều hay không, tại vì chị trồng rất là nhiều quá. Nhưng mà cơ cũng có nói là đây là năm đầu tiên và cũng là lần đầu tiên mình cơ bán rau mọi người. Cái kiểu như là hôm bữa giờ cơ cũng bán, nhưng mà cơ gửi đi á toàn là kiểu như chưa có kinh nghiệm gửi á, khách nhận nó bị hỏng này nọ mọi người đó, nên là cơ nói là cái đầu ra thì chắc chắn là cơ sẽ ra được. Nhưng mà vấn đề là cái vấn đề là gửi mà khách nhận rau nó có ok không là một chuyện rất là kinh khủng đó, với cả nó kiểu là rất là khó khăn đó. Chứ kiểu như là mình cứ bán rẻ, mình đăng lên bán rẻ giá vừa phải thì thiếu gì mà mình khách để mua, đúng không mọi người? Đó, bây giờ là đang chạy đi. Thì chị đã nói là chiếc xe thôi đi được, nhưng mà cái đường nó xuống mắt rồi mọi người ơi. Chị bây giờ đang lái đi lại ruộng, mấy cái ruộng trồng rau của chị. Còn là khoảng ngày mưa rồi đường nó xấu rồi mọi người thấy không? Cái này là gọi là ổ voi luôn rồi chứ không phải ổ gà nữa. Ấy, nếu mà cái dốc nào mà nó dốc quá là xe của ông Maki không có đi được đâu mọi người. Tại vì cái xe của ổng cái gầm nó rất là thấp luôn ấy. Ờ thôi thôi. Đây 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 đây. Ôi kìa, nói sao cái đường lớn không dẫn đi mà dẫn đi cái đường vòng 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 cho nó khó khăn. Cái chị này á mọi người là chỉ thi, nghe đồn là chỉ thi thi bằng lái xe á mọi người, là tốn cỡ nếu mà tính theo cái thời mà chỉ thi á mọi người là tốn gần phải là gọi là hơn 200 triệu mọi người. Cái thời mà chỉ thi lấy hả? Ừ, hơn tốn. Nên là chỉ đi thi bằng lái xe là tốn hơn 200 triệu. Ui, tới rồi nói gì nè. Người đây người ta trồng cà rốt. Tới rồi nói gì nè. Concrete. Aki nói là đi tới cái đường mà đường nhựa đi. Dẫn đi vô mấy cái đường này. Đất ở đây rất là rẻ nha mọi người. Đất ở đây á, mọi người thấy á, là nó tính theo gọi là cái mảnh to mà gọi là có 1.000 mét vuông luôn á, thì nó chỉ tầm khoảng là 10 triệu cũng có nha mọi người. Cái giá thời hiện tại bây giờ, giá man bây giờ là 10 triệu mà cho miếng đất mà 1.000 mét vuông đi, là có 1.000 mét vuông là như ta là một công hả mọi người. Một công á là nó chỉ tầm 10 triệu thôi nha mọi người. Đất ở đây nó rất là rẻ, nhưng mà muốn mua đất ở đây á thì mình phải có là bằng nông nghiệp, cái kiểu như là mình phải có máy móc đồ và chứng minh cho người ta biết là mình sẽ phải trồng rau đồ này nọ thì mới mua được nha mọi người, chứ không phải có tiền mà mua được đâu. Cái ông kia ông than cái đường thì tới rồi à, đây nè rau mùi nè. Ui, chị trồng rất là nhiều nha. Thôi thôi à. Cái rau thì là rau thì là nha mọi người. Còn bên kia là rau rau mùi. Cái này ướp từ từ kia xem bự to được nó. Mà ta ta đây xin sợ đợi tới được. Cái này là nhỏ, bán là sẽ nhỏ hết nguyên ấy luôn. Chắc tổ Iriska. Đây là rau mà chỉ nhổ cho mình. Ui, cái này nó mới ngon nè mọi người. Tại vì cái này nó non vừa lên luôn á.
Xin chào mọi người nha. Hôm nay thì vợ chồng cơ quên lộn. Bây giờ vợ chồng cơ sẽ ăn trưa. Vừa mới bán đi lấy rau, hái rau về mọi người, thì có khách tới ăn là một bạn người Việt Nam với lại là một người Nhật. Thì cái bạn Việt Nam đó thì cũng mở quán bán Việt Nam giống như kê vậy nè mọi người, nhưng mà không có bán ăn chứ bán là đồ tập hóa. Thì hai người đó vừa ăn xong rồi đi về rồi. Bây giờ rồi cũng 1 giờ chiều rồi nên là vợ chồng cơ sẽ bắt đầu ăn trưa nha. Thì hôm nay cơ sẽ ăn bún bò, kia thì sẽ ăn phở. Hôm nay là vừa mới hái rau rồi nên là rau đủ thứ trong đây, ăn cái gì cũng vậy, có rau là ngon. Tadakimasu. Majete chita ya sa ya yo. Có cái rau quế á mọi người, ăn nó ngon ghê luôn. Hôm nay á con mặc áo bà ba, cái mẹ cơ thắt đính hai chùm. Mai mốt là sẽ mặc đồ bà ba để bán quán luôn, để cho đúng là đậm phong cách Việt Nam. Thật tôi nói này mọi người, mình làm quán vậy nè, mai mốt mà ở Nhật á nó có đi quay phim nữa mọi người, mấy người mà nổi tiếng mà hay đi về nông thôn quay đồ này nọ, nếu mà nó thấy cái quán của mình rồi em mặc đồ như thế này nữa, nó sẽ thú vị và nó sẽ vô, nó sẽ quay phim, lúc đó là vô tình sẽ được nhiều người Nhật biết đến hơn, thì người ta sẽ tới quán ăn thử nhiều hơn mọi người. Nghe cũng có lý. Nhưng mà cũng mong là một ngày nào đó nó sẽ tới nhanh nhanh. Ở kia nói hôm nay á phở đậm cái mùi rau thơm mọi người, bình thường có đâu, nay cái năn nỉ dữ lắm mà người ta mới rảnh đi, người ta đi hái rau bán cho cơ á. Không biết là nó có bị khuôn khổ gì như mà bên Việt Nam mình mọi người. Cái hồi mà lúc mà chưa có trang trí cái quán lại cho đẹp á, cái quán này nó sơ sài, nó đủ thứ bề bộn á mọi người, khách tới quá trời luôn nha. Cái từ hôm mà làm cái đẹp hết gọn gàng mọi người, nhìn đẹp ngay ngắn rồi lịch sự á, không ai tới chứ. Khách vắng đi hầu như là, ví dụ như ngày trước mà tới 10 người mọi người thì hôm nay chỉ tới là 1 người, nó kiểu giống như vậy đúng không rồi. Không biết là có bị sai phong thủy gì hay không nha, nhưng mà thôi kệ đi. Tức là mình cứ làm cho nó đẹp và theo ý mình thôi, còn khách mà không tới luôn, bán không được luôn thì đi làm công nhân tiếp. Tức là cái đó cái câu châm ngôn của cơ rồi mọi người, kiểu giống như là vốn thì tự hai đứa lấy vốn tiết kiệm ra, nên là giờ có thua lỗ hay là có bị thất bại đi chăng nữa thì nó cũng giống như là một cái trải nghiệm, một cái thử thách mà hai đứa làm ra thôi. Chứ kiểu như là hai đứa không có gì mượn nợ nên là cũng không lo là ví dụ như thất bại rồi, mang nợ rồi, nên là phải gánh vác là không có. Kiểu như là làm trong phạm vi khả năng đó mọi người. Nên là cho dù mà có thất bại đi chăng nữa thì bình thường, giống như là hai vợ chồng đã từng đi du lịch đâu đó xài hết tiền đi, nó giống như vậy. Nhưng mà mong là cái ngày đó đừng xảy ra nha. Hiện tại là em đang trồng vàng khổ qua mới đây, thay bò ở trên đây rồi. Vậy năm nay cộng ơn cho nhiều trái chứ. Nhìn cho cái quán nó lãng mạn. Ăn xong
sẽ soạn đồ để đi gửi bưu điện. Chiều thì sẽ đi ship đồ. Mọi người muốn xem video như thế nào á, mọi người comment dưới nha. Từ nay á là cơ cũng sẽ cố gắng là sẽ vừa bán quán, vừa làm video YouTube nè, làm tóc nè, tức là cũng như là buôn bán như thế này. Là bây giờ là chồng cơ cũng nghỉ việc ở nhà mọi người, nên là bây giờ cái việc mà tiền chi tiêu nó rất là quan trọng luôn, nên là phải tìm đủ cách những cái cơ hội nào mà có thể kiếm ra tiền nè, rồi thì cơ cũng sẽ cố gắng chuyến này phải cố gắng hứa ngàn lần, thất hứa cũng ngàn lần. Cái video đến nay là hết nha mọi người ơi, em sẽ dừng tại đây nha. Em cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và chờ đợi em ra video. Mong là lần này sẽ không hết hứa nữa. Lần này không hứa nhưng mà cũng sẽ không hết hứa. Sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye.